Và tiếp tục những thông tin về diễn biến mới trên biển ở khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan hải dương 981 trong vùng biển của Việt Nam. Vào ngày hôm nay 29 tháng 5, các tàu của Trung Quốc vẫn tổ chức vây ép các tàu chấp pháp của Việt Nam. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự từ thực địa. Bảy giờ sáng nay, các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam ở khu vực phía Nam Tây Nam giàn khoan hải dương 981, 12 hải lý đã nhận lệnh cơ động về phía Tây Nam để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chấp pháp trên biển như thường lệ. Tàu nước ngoài chú ý, lực lượng tuần tra kiểm soát trên biển Việt Nam thông báo, đây là vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam theo luật biển Việt Nam và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Mọi hoạt động của các vị tại khu vực biển này là trái phép, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế. Sau khi phát loa tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc di rời giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi khu vực thềm lục địa của Việt Nam, thì khoảng 50 phút sau đã phát hiện ra hai tàu quân sự của Trung Quốc cách tàu cảnh sát biển 8003 khoảng 7 hải lý. Đến 8 giờ 30 phút, đội tàu kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục hướng về phía Tây Nam khi còn cách giàn khoan hải dương 981 khoảng 9,5 hải lý. Đã có 7 tàu của Trung Quốc chạy với tốc độ cao ra ngăn cản các tàu của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chấp pháp trên biển. Trong vòng có 25 phút, 4 tàu của Trung Quốc đã liên tục VS truy đuổi tàu kiểm ngư 951 của Việt Nam. Sau khi tàu cảnh sát biển 8003 được lệnh cơ động đến gần để hỗ trợ tàu kiểm ngư 951 và tiếp tục phát loa tuyên truyền, thì các tàu của Trung Quốc mới dừng VF. Cũng trong sáng nay, quan sát từ tàu cảnh sát biển 8003 theo hướng Tây Nam giàn khoan đã phát hiện 51 tàu Trung Quốc các loại, trong đó có 2 tàu quân sự đang ở xung quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Mạnh Cường, phóng viên truyền hình Việt Nam đưa tin từ khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa của Việt Nam. Vâng, và qua những hình ảnh từ thực địa thì chúng ta có thể thấy là phía Trung Quốc thì vẫn cứ liên tục vây ép truy đuổi các tàu kiểm ngư của chúng ta. Và Việt Nam thì luôn duy trì biện pháp hòa bình bằng cách là phát loa tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc di rời giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Còn trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình